Sáng ngày 8 tháng 3, anh Nguyễn Văn Lộc, người trong clip dừng xe đột ngột qua quẹt xe Mercedes trên cầu Bình Phước 2, đã nhận xe máy mới từ anh Quỳnh Bảo Toàn. Vụ việc xảy ra ngày 6 tháng 3 vừa qua tại đoạn đường quốc lộ 1A chân cầu Bình Phước 2, Dĩ An, Bình Dương. Đang lưu thông trên đường, có một anh thanh niên đột ngột chuyển làn xe rồi dừng xe lượm tiền rơi và chiếc xe Mercedes chạy tới tông anh lăn một vòng. Rất may không ai bị làm sao, anh xe không bị đền tiền mà còn cho tiền thêm để về sửa chữa xe. Qua tính lượm tờ tiền mà nên không để làm sao rồi xe ảnh có thể tới tông cái. Cho thêm em nha. Thôi không lấy đâu. Đó, được rồi. Thôi. Cứ lấy tiền đi ra coi kiểm tra xe rồi. Anh Toàn, chủ xe Mercedes cho hay, sau vụ tai nạn vẫn không quên được ánh mắt khắc khổ của chú. Ai có thông tin của chú xin cho hay để mình liên hệ và tặng cho chú một xe mới để đi làm. Theo anh Toàn, vì lúc đó vội quá, không xin được số điện thoại của chú. Giọng nói của chú sợ công an đến sẽ bị mất xe. Chú thú nhận mình sai, thật sự không kìm lòng được. Ngoài ra, trên trang cá nhân của anh Toàn còn chia sẻ thêm, quá bất ngờ khi hàng loạt đưa tin chỉ đơn giản là thay vì cãi nhau thì cùng nhau chia sẻ sau tai nạn. Tặng xe chỉ cảm kích sự nhận lỗi của chú khi không sai. Xe chỉ mới mua vài tháng, đủ mới để chú có thể mưu sinh. Đích thân anh Toàn rửa xe sạch sẽ để chào cho chú. Thật sự rất bất ngờ khi nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi người về câu chuyện này.